Mà ra mình đi và lừa ngày nắng này vào đây đó. Phải lên đường à. Phúc là đẹp nhất á, rồi không, nếu mà bà chỉ mua có cái bao rồi á, mua rồi không, trong má phải có sẵn giá mắc hơn 130, giá bên nó có sẵn loại không có bao giờ là không có đó, là làm được là mình chưa có wifi nó xài được không, thì con hiểu rồi, có hai mình mới xài được, không có hai mình chịu. Chịu còn cái mà có 3G là mình đập thẻ 3G vô là mình dùng, mình xài là không có wifi là mình xài vẫn được, nếu là lãng tiền hơn, và cũng nghĩ chắc có nữa. Có không ngày mấy bắt không không có đề cái loại có giá có sẵn để làm ra, dụ như có 3G là mà thêm 130 đô, còn không có là 32GB là 400 đô, thôi mà 16GB là 300 đô. Có không bên xã nó cũng mua luôn, không về mình dùng cái chuyện này biết mà, không tức là phải nuôi là máy có 3G mới được, tức là nó bắt ăn ngay, bắt ăn nói là đúng rồi đó, nhưng mà về mình ra 3G không được mà là 6 cái.